Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ đừng quên đến đăng ký kênh để cập nhật sớm những cái sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay mưa gió rảnh rỗi thì em lôi cái đống cái loa, cái cặp loa lời bát 20, bát 16, bát 12 mà đã về từ chục hôm rồi nhưng mà chưa thời gian để lôi ra mở ra cho các bác xem nhé. Toàn là những cái loa của những cái thương hiệu rất là lớn ở bên nước ngoài các bác nhé, nhưng toàn bộ là sản xuất tại Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc hết. Đó, những đôi loa này thì em chắc chắn là nó sẽ gọi là đáp ứng được những cái đôi tai khó tính nhất của các bác nhé. Tại sao bên em bán có những cái đôi loa nó bát 25 mà giá nó chỉ có 2 triệu, nhưng mà những cái đôi loa hôm nay thì bát 12, bát 16, bát 20 nhưng mà giá lại đắt hơn rất nhiều. Đấy, như trước mắt các bác ở đây là hôm nay sẽ giới thiệu các bác 3 loại. Một loại là QSC thương hiệu Mỹ này, một loại Westfalen thương hiệu của Anh Quốc, và một loại B3 thương hiệu của Đức các bác nhé. Toàn bộ là những cái loa bác để trợ lời hoặc là các bác nghe nhạc trong phòng nhỏ rất là hay luôn. Đầu tiên là hai đôi QSC, mã là ADS82, thùng nhựa các bác nhé, thùng nhựa của nó nhựa ABS rất cứng luôn, chống chọi được mọi khí hậu thời tiết các bác nhé. Có hai đôi này đẹp zin hết, nhưng có một cái là đây, một cái tem QSC này, một cái này về nó bị bay mất thì không biết không tìm thấy đâu, nhà sân nhà em nó nhiều thứ nó lẫn rồi không tìm đâu được. Thì cái đôi mà không có tem, thiếu một tem này, cái kia vẫn có tem nhé, thiếu một tem này em sẽ bán giá là 4.500.000 đồng, còn cái đôi đủ tem này thì em sẽ bán giá là 5 triệu đồng, giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Đây là cái nội thất của nó các bạn này, quả từ bát dã man luôn, từ bát của nó như kiểu như những cái dòng loa Nhật ngày xưa ấy. Còn tép của nó là tép đôm các bác nhá, tép đôm này. Đấy, tép bé nhưng mà kêu rất to luôn. Ở đây là cái mạch phân tần của nó ở trong này các bạn. Ôi trời. Đấy, bát 20 này các bác, bát 20 mạch phân tần nó khác gì bát 30 đâu. Đây, bóng chống cháy tép này. QSC nó làm thì các bác không phải suy nghĩ rồi. Đấy, một đôi là 4.500.000, một đôi 5 triệu nhá. Và tiếp theo này em có một đôi này, chắc chắn là một đôi này là đôi rất hiếm luôn. Đấy, đôi này là đôi Westfalen Programmer 206 này. Đấy, con này nó là hai bát 16 và một tép kèn nhá. Hai bát 16 một tép kèn. Đôi loa này mua mới rất đắt, mua mới gần 20 triệu đồng các bác nhá. Đôi loa cây này mua mới gần 20 triệu đồng. Chắc chắn là rất ít người bỏ tiền mua ra để mà mua cái giá mới của đôi loa này. Đây là nội thất của loa các bác nhé. Đôi này em có 3 cái. Mà một cặp này thì giá sẽ là 6 triệu 500 nghìn đồng một cặp này các bác nhé. 6 triệu 500 nghìn đồng một cặp này. Đấy, còn một cái này thì bác nào mua lẻ một cái này thì sẽ gọi điện trực tiếp cho em báo giá nhé. Đấy, nó có 3 cái. Thì một cái sẽ bán riêng, một cái thì em bán thành cặp này. Cái này các bác làm loa center ok luôn. Đây là hai quả bát của nó các bác này. Đấy, tất cả những cái hàng hãng chuẩn ấy thì nó bát là nó có cái modem hết này. Các bác check cái modem này trên mạng, cái Google phát là nó ra cái bát này luôn. Đây là cái modem tép của nó các bác nhé. Tép của nó là D184H này. Đấy. Westfalen. Sản xuất tại Anh Quốc này. Mạch phân tần của nó đây các bác, mạch phân tần này. Đó, mạch phân tần là hãng người ta làm thủ công luôn nhé. Đấy, giống kiểu cái phân tần của những cái loa, dòng loa Martin ấy. Thùng vách còn rất đẹp. Bát thì zin nguyên bản hết các bác nhé. Đây, em cho cái bát xuống cho các bác nhìn này. Quá đẹp luôn. Đấy, nhìn bát của nó nhìn rất đẹp luôn. Đấy, bát này xong ở trên nữa lại có một cái màng, cái lớp gì nữa đấy. Hai lớp liền. Còn đây là tép của nó các bác nhé. Nghe nhạc rất phê luôn. 6 triệu 500 nghìn một đôi. Đấy, và em có 4 đôi. Tiếp theo là 4 đôi Westfalen. Loa nhỏ các bác nhé. Loa này các bác mà nghe trong phòng trà, cà phê thì gọi là tuyệt cú mèo luôn. Đấy, con này là mã 106. Có nghĩa là 105. Một bát 5 in các bác nhé. Bát 12 này. Bát 12, tép đôm. Tép đôm của nó nhưng mà cái từ của nó các bác này. Đấy, tép đôm nhưng mà từ to đùng luôn. Đấy, từ to đùng luôn. Modem D184H.
đấy, nó tương đương với lại cái tép này luôn nữa bác nhá. Này, đấy, tép to đùi luôn. Còn đây là cái bát của nó. Đấy, hàng hãng mà, tất cả những cái Vodian bát tép này nó sử dụng này đều là của hãng hết. Đấy, loa chọi con thôi, nhìn các bác nhìn cái mạch phân tần cũng gớm gớm luôn. Đấy. Còn cái đôi này là giá là 2 triệu 200 nghìn một đôi nhá. 2 triệu 200 nghìn một đôi. Đấy, đôi này các bác mà lắp cà phê là lắp vào trong gia đình để nghe nhạc ấy, hoặc là lắp phòng trà hiếc linh tinh ấy thì rất là ok luôn. Rất đẹp, mà chỉ có 4 đôi thôi. Nhưng mà 4 đôi này các bác lắp trải dài trong cái không gian tầm 100 mét vuông ok các bác nhá. 2 triệu 200 nghìn một đôi. Đấy, và tiếp theo là mấy đôi B3 thùng nhựa. B3 thùng nhựa bát 16. Bát 16 này thì giá sẽ là 2 triệu 500 nghìn một đôi các bác nhá. 2 triệu 500 nghìn một đôi. Và B3 bát 20 thùng nhựa giá sẽ là 3 triệu đồng một đôi nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu về mặt hàng nào thì liên hệ với em số thoại 0967851866. Em mở to lên tí. Đang cao thân trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vang anh giờ thầm chế trong em. Quá tuyệt vời luôn. Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vang anh giờ thầm chế trong em. Đấy, tín hiệu thẳng qua đấy nhá. Nếu mà nghe qua mixer hay nghe qua lọc xỉ vang số thì nó còn phê hơn nữa. Rồi xin chào các bác nhá.